Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay Tâm Chiếu Hoằng Quán cùng với một số đạo hữu Phật tử là xuất phát từ chùa Ba Vàng trong chuyến hành hương về đất Phật Lâm 2023 của câu lạc bộ Quốc Hoàng Tập Tu Lục Hòa chúng ta là có 5 chuyến tất cả, mỗi chuyến 10 ngày, thế là câu lạc bộ chúng ta tổng cộng là sẽ có 50 ngày ở tại đất Phật. Thì thỉnh đại chúng ở nhà hộ niệm cho đoàn nhá, có tu tập thì cũng hồi hướng cho đoàn được bình an và mang phúc báo hồi hướng cho đại chúng ở nhà nhá. Đoàn đi thì cũng đến các nơi thánh tích thì cũng cầu Phật gia hộ để hồi hướng cho đại chúng chúng ta cùng nhau được đầy đủ cái thắng duyên, kết duyên pháp nữ với nhau nhiều đời nhiều kiếp tu hành cho tới ngày thành Phật nha. Cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Và giờ này thì đoàn xin bắt đầu khởi hành nhé. Chúc đại chúng được nhiều công đức phận sự và luôn luôn gửi những tình cảm, những công đức quý báu nhất để hộ niệm cho đoàn đi được an toàn. Xin chào đại chúng nha. Xin chào đầu cầu Giáo Hoàng nha. Cô chào cô đi ạ. Rồi, xin chào đại chúng nha. Nào, chúng ta lên đường nào. Chúng cháu chào cô và mái đoàn à. Chúng cháu chúc cô và mái đoàn đi bình an mạnh khỏe à. Xin chào. Chúng cháu chào cô và mấy đoàn này, chào lần cuối nào mọi người, 1, 2, 3. Chúng cháu chào cô và mấy đoàn.